cảm nghĩ của Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam về bộ môn văn nghệ trong gia đình Phật tử. Văn nghệ là một trong bốn bộ môn tu học thường xuyên của tổ chức gia đình Phật tử. Đó là Phật pháp, văn nghệ, hoạt động thanh niên và hoạt động xã hội. Gia đình Phật tử đã thực hiện bộ môn này bằng cách thể hiện sức sống một cách linh hoạt, chứ không xây dựng giáo án giáo trình như các bộ môn khác. Văn nghệ trong gia đình Phật tử đã biểu hiện nếp sống tinh thần con người và đã hoàn thành được mục đích giáo dục thanh thiếu nhi gia đình Phật tử Việt Nam. Nhờ có văn nghệ, chúng ta đưa Phật pháp thâm nhập vào các em lúc nào không hay. Và cũng nhờ văn nghệ mà sự nối kết tình lam được keo sơn gắn bó lâu bền khi chúng ta gặp nhau trong mọi sinh hoạt của tổ chức. Đây cũng có thể là những ý nghĩ, những động cơ thúc đẩy các huynh trưởng đầu tiên khi hình thành các đoàn đồng ở Phật tử từ năm 1935 đến các đoàn thanh niên Phật học Đức Dục năm 1940, cũng như của gia đình Phật Hòa Phổ năm 1949 và gia đình Phật tử từ năm 1951 cho đến nay. Các huynh trưởng nghệ nhân hữu công đã thịnh soạn những món gia vị thơm ngon để đưa món ăn tinh thần chính là Phật pháp thâm nhập nuôi dưỡng đàn con áo lam thành huyết thống, thành hơi thở, thành da thịt, dẫn đến chương tụy của người con Phật trong mái nhà lam thân thương đang hiện hữu khắp năm châu bộ bể. Đó là các anh Ưng Hội, Lê Bối, Lê Cao Phan, Phan Xuân Sanh, Nguyễn Hữu Ba, Lê Lừng, Phạm Hữu Bình, Nguyễn Hữu Quảng, Phạm Mạnh Cương, vân vân và vân vân. Đến các anh Hoàng Trọng Cang, Bửu Ấn, Hằng Vang, Ngô Mạnh Thu, Trần Ngọc Dần, vân vân, đã sáng tác cho tổ chức những bản nhạc làm nền móng cho sức sống của gia đình Phật tử Việt Nam, cho đạo pháp và dân tộc. Những nhạc phẩm ấy đã nói lên lòng sắc son, tinh thần từ bi, trí tuệ và dụng lực trong suốt chiều dài lịch sử trên 70 năm của tổ chức. Cho đến tận hôm nay, có anh đã 82-85 tuổi, có chị đã 69-75 tuổi. Mỗi khi có dịp hội tụ, cất lên tiếng hát chim bốn phương của Hoàng Cang, thì tưởng như mình là những quan vũ đang xà cảnh bên nhau trong tình lam thắm thiết vui tươi. Giữa canh khuya, Thái tử Tất Đạt Đa rén bước nhìn vợ con lần chót, quyết chí. Thôi em ơi, ta thề lìa ngôi bầu tìm chân lý, nguyện từ nay nhân thân trong cát bụi tìm đạo thiên. Cho ta thấy rõ chỉ cương quyết của vị thái tử vì chúng sanh đang khổ đau mà ra đi tìm đạo. Rồi những điều hát dòng Anoma sông nhấp nhô bờ lâu xanh, cho ta tưởng tượng hiện cảnh Thái tử Tất Đạt Đa cưỡi ngựa kiêng trắc vượt qua sông tìm ân đạo. Tác giả tài tình đã trình bày cảnh xuất gia trong lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca. Ngoài xã hội, huynh trưởng nhạc sĩ diễn tả lòng từ bi của người con Phật qua bài hát Mưa Đông Rơi, làm mùi lòng những ai đang ấm êm trong cuộc sống, tự nhiên nhớ đến cảnh các em bé nghèo khổ đang lang thang lê gót bán bánh mì kiếm tiền nuôi nấng mẹ cha trong những đêm rét mướt lầm than. Và còn nữa, còn nhiều nữa, nhạc đã tải kinh, nhạc đã nói lên sức sống hiền hòa nhưng mạnh liệt của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Nhân dịp các huynh trưởng đang sinh hoạt, cảm nhận những công đức của các huynh trưởng nhạc sĩ đã và đang đem lại niềm hân hoan hạnh nhiên với nếp sống lành mạnh tươi sáng cho tổ chức, tôi có đôi dòng cảm niệm công đức tán thán ghi ơn đối với các huynh trưởng hữu công
trong công cuộc xây dựng, bồi đắp và phát động sâu rộng màu lam vững bền muôn thuở. Thân ái cùng tất cả anh chị em. Mùa bão cử trọng ân Đinh Hợi 2007. Thay mặt Ban Hiến Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, trưởng ban Nguyên Tín